Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin phòng chống COVID-19 của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu Bạc Liêu, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Theo Bộ Y tế, dù hiện nay tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, nhưng nguy cơ vẫn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Vì thế, các ngành, các địa phương cần nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh, duy trì các hoạt động trọng tâm như kiểm soát tốt người nhập cảnh, khoanh vùng dập dịch nhanh, giám sát xử lý tốt dịch tại cộng đồng. Trong trường hợp bệnh viện nào để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện, giám đốc bệnh viện đó sẽ bị xử lý trách nhiệm, có thể bị cách chức. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng việc đeo khẩu trang là đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất trong phòng chống dịch bệnh. Phát hiện, truy vết, cách ly là quan trọng nhất, giãn cách xã hội là biện pháp hiệu quả để chống dịch bệnh lây lan. Vì thế, chúng ta kiên quyết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp nêu trên trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh để giữ vững thế trận, giữ vững an toàn. Từng địa phương phải nắm được số người nhập cảnh vào địa bàn hàng ngày, người nhập cảnh phải khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch và các quy định tại nơi cách ly, kiên quyết xử lý những vi phạm sai phạm trong phòng chống dịch. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải đề cao kỷ cương thì mới giữ được yên bình cho đất nước. Đối với công tác phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng, các bộ ngành phải rà soát lại các văn bản, các hướng dẫn để đưa ra những khuyến cáo, khuyến nghị, bộ tiêu chí phù hợp với tình hình hiện nay cho từng loại hình cụ thể như khách sạn an toàn, trường học an toàn, bệnh viện an toàn. Dựa theo các tiêu chí đó, nếu đơn vị cơ sở nào sau khi tự đánh giá được kiểm tra không an toàn thì kiên quyết không cho hoạt động. Từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhiều lĩnh vực thế mạnh giảm so với cùng kỳ. Xuất khẩu thủy sản vốn là thế mạnh kinh tế của tỉnh, nhưng qua 9 tháng của năm 2020, lĩnh vực này lại tăng ít so với cùng kỳ và kim ngạch xuất khẩu chỉ thực hiện được hơn 517 triệu đô la Mỹ, đạt 64,63% so với kế hoạch. Riêng mặt hàng gạo xuất khẩu của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do công ty lương thực Bạc Liêu chủ yếu xuất khẩu gạo theo hợp đồng của Tổng công ty lương thực miền Nam và vừa mới thực hiện cổ phần hóa, đang trong quá trình ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực Vĩnh Lộc vẫn là đơn vị cung ứng xuất khẩu cho tập đoàn Lộc Trời, nên lượng gạo xuất khẩu đến tháng 9 năm 2020 vẫn chưa có. Đối với hoạt động thương mại dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 9 tháng năm 2020 thực hiện trên 41.857 tỷ đồng, đạt 53,66% so với kế hoạch. Tuy ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng hàng hóa trên địa bàn khá phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, làm cho nhiều lao động bị cắt giảm thất nghiệp. Trong 9 tháng qua, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 4.560 người, tăng 1.268 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2019, và số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 4.200 người, tăng trên 1.000 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2019. Để hỗ trợ giúp đỡ cho các lao động thất nghiệp, Trung tâm cũng chú trọng hơn đối với công tác tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề, được thực hiện xuyên suốt quá trình người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, như tư vấn ban đầu trước khi lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn khi lao động đến nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn mỗi lần lao động đến thông báo tình trạng việc làm hàng tháng. Đồng thời, tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm hiện nay, Bạc Liêu đang thực hiện dạy nghề theo nhu cầu của 15 lao động thất nghiệp, gồm các nghề như sửa xe gắn máy, may công nghiệp, lái xe. Dưới tác động của dịch COVID-19, thời gian qua, hàng loạt doanh nghiệp đã buộc phải giảm giờ làm, cắt giảm lao động, khiến cho người lao động bỗng dưng rơi vào cảnh thất nghiệp. Chuyện tưởng chừng chỉ ảnh hưởng ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Đồng Nai, nhưng kỳ thực lại tác động rất mạnh đến lực lượng lao động của miền Tây. Câu chuyện được ghi nhận tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sẽ cho thấy rõ hơn về cuộc sống của những lao động không phải ly hương mà là hồi hương và chờ đợi. Gắn bó với công việc phụ bếp cho một khách sạn hơn 2 năm, nhưng từ tháng 4 vừa qua, chị Huệ đã bị cho thôi việc. Cực chẳng đã, chị đang ở nhà nhận gia công các dải đan thảm để trang trải cuộc sống. Có thu nhập cũng đỡ, cũng khi hết giải rồi ngưng lại rồi có thì ta đem lên. Thì nói chung cái gì đáng thì hà tiện thì tặng quá thì được. Còn hư nó học hành đâu có hà tiện được. Cháu nó học đâu có hà tiện được. Thì ăn uống rồi đó, bớt bớt lại. Còn anh Trung, trước đây là công nhân của một công ty sản xuất giày dép với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Dù có hợp đồng lao động, thế nhưng tháng 5 vừa qua, anh phải nghỉ việc do công ty chỉ sản xuất cầm cự, không có đơn hàng. Mất việc, anh đành về quê. Cứ ai thuê gì thì làm nấy.
Nhiều người lắm chứ không phải một mình anh. Một mình thôi mà nhiều lắm. Bây giờ cũng do dịch bệnh bây giờ mình đâu có nói gì được giờ. Cũng đang cố gắng để đi kiếm việc làm, xin việc làm hỗ trợ cho gia đình. Có bằng được thì mình cũng hà tiện, hà tặng cũng còn được chút ít á. Hôm nay trong 2 tháng nay thì mình cũng chi tiêu để cho nó mình xài nhín lại. Mình cho nó qua mình kiếm việc làm mới. Theo thống kê, chỉ riêng địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã có gần 10.000 lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Người thì mất việc, người thì ngừng nghỉ việc không lương. Cuộc sống của người lao động đã khó nay càng khó khăn hơn. Liên quan tới tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu, tính tới cuối ngày hôm qua, thế giới ghi nhận hơn 34,5 triệu ca mắc COVID-19 với hơn 1 triệu người tử vong. Đáng chú ý, châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ một lần nữa là điểm nóng dịch bệnh của thế giới, khi mà tốc độ lây nhiễm virus tại lục địa già trong 7 ngày qua cao nhất thế giới. Theo hãng tin AFP của Pháp, trong 7 ngày qua, tốc độ lây nhiễm SARS-CoV-2 tại châu Âu là 10% so với tuần trước. Trong khi đó, tốc độ này tại Trung Đông và châu Đại Dương là 5%, Mỹ và Canada là 1%, châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và vùng Caribe trong tuần qua chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm giảm từ 3 đến 7%. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen cảnh báo, dịch bệnh đang diễn biến một cách đáng lo ngại tại châu Âu, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước liên minh châu EU duy trì hợp tác cùng giải quyết tình trạng khẩn cấp này. Hiện EU đang đàm phán thêm với một số công ty nữa để đảm bảo nguồn cung vaccine tiềm năng phòng COVID-19. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Miley thông báo, ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và sẽ cách ly 10 ngày. Tuy nhiên, ông Lee cho rằng ông sẽ kịp trở lại công việc để cân nhắc đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí thẩm phán tòa án tối cao Mỹ. Thông qua mạng xã hội Twitter, ông Lee, một thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ khẳng định rằng, không giống như cuộc xét nghiệm mà ông đã thực hiện cách đây vài ngày khi đến thăm Nhà Trắng. Cuộc xét nghiệm hôm qua đã cho kết quả dương tính. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo trên trang Twitter rằng cả ông và phu nhân Melania đều đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang bắt đầu quá trình cách ly tại Nhà Trắng. Các thành viên khác trong gia đình Tổng thống cũng như những người tiếp xúc gần với ông trong thời gian gần đây đều phải tiến hành xét nghiệm. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, đối thủ của ông Trump trong việc bầu cử tổng thống sắp tới, ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden cũng đã được xét nghiệm. Kết quả cho thấy cả ông Biden và vợ ông đều âm tính với virus nguy hiểm này. Lý do khiến ông Biden và vợ phải đi xét nghiệm là vì trước đó ông vừa có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Trump hôm 29 tháng 9. Cả hai đều không đeo khẩu trang và tranh luận gay gắt. Phần lớn thời gian dù vẫn đảm bảo khoảng cách 2 mét. Cùng ngày, Nhà Trắng đã nhanh chóng tiến hành truy vết tiếp xúc với vợ chồng Tổng thống Trump. Con trai của ông Trump, Baron Trump, cùng một số quan chức chính phủ Mỹ như vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người, Bộ trưởng Tài chính, đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, ông chủ Nhà Trắng chỉ có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận cho biết, vợ chồng Tổng thống có các triệu chứng như cảm cúm. Trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhiều khả năng ông Trump sẽ buộc phải hủy bỏ một loạt kế hoạch vận động tranh cử trong tuần này và tuần tiếp theo. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ người mắc COVID-19 trên thế giới tăng mạnh là do người dân đã mệt mỏi với các quy định cách ly. Đây là nhận định được đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Nga đưa ra. Theo đại diện WHO tại Nga, bà Melita Vunovic, virus SARS-CoV-2 hiện tác động nhiều hơn đến giới trẻ vì chính họ thường bỏ qua các biện pháp phòng ngừa và cách ly. Đại diện WHO kêu gọi người dân hợp tác với các cơ quan chức năng để tránh tình trạng đóng cửa quy mô lớn. Đại diện WHO cũng cảnh báo Nga không nên áp đặt trở lại các biện pháp cách ly cứng rắn vì hành động cô lập sẽ làm tê liệt nền kinh tế. Theo bà, không giống như khi dịch mới xuất hiện, thế giới hiện nay đã hiểu rõ hơn về virus. Do đó, dù chưa thể thoát khỏi nó, song vẫn có thể đảm bảo đời sống kinh tế xã hội. Đại diện WHO nhấn mạnh việc áp dụng trở lại các biện pháp cách ly có thể ảnh hưởng không chỉ đến nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hệ thống y tế, gây ra các vấn đề trong việc điều trị các bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường. Đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 34 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong. Tại nhiều quốc gia, tình hình dịch bệnh có chiều hướng diễn biến xấu trở lại với số ca mắc mới tăng vọt, buộc giới chức các nước phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Theo số liệu chính thức của Cơ quan Thống kê châu Âu vừa công bố, tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu trong tháng 8 năm 2020 đã tăng tháng thứ 5 liên tiếp.
Giữa bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại rằng các chương trình cứu trợ lớn của chính phủ các nước sẽ không thể giữ cho nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tồn tại mãi mãi. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp tại 19 quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng lên 8,1% trong tháng 8 năm 2020, từ mức tương ứng 7,9% của tháng 7. Như vậy, tính riêng trong tháng 8 vừa qua, Eurozone có khoảng 13,2 triệu người thất nghiệp và số người mất việc làm tăng 251.000 người. Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ ngày hôm qua thông báo nước này đã tạo thêm được hơn 600.000 việc làm trong tháng 9 vừa qua. Tuy con số này thấp hơn kỳ vọng, nhưng đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức 7,9%, đánh dấu nỗ lực phục hồi của nền kinh tế hàng đầu thế giới trước tác động của dịch COVID-19. Bản tin phòng chống COVID-19 của Đài truyền hình Bạc Liêu xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.